bão số 4 không đổ bộ vào Nghệ An, nhưng mưa to đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Đã có 8 người thiệt mạng, hàng chục nghìn ngôi nhà, công trình phúc lợi bị ngập, hư hỏng. Vì sao Nghệ An lại là địa phương bị thiệt hại lớn đến như vậy? Bài học nào đã được rút ra sau đợt mưa lụt do hoàn lưu bão số 4? Những con số biết nói trên đã phần nào thể hiện được mức độ thiệt hại do đợt mưa lớn vừa qua gây ra tại Nghệ An. Dù không phải là khu vực bão đổ bộ, nhưng sau bão, mưa to kéo dài trên diện rộng đã khiến nhiều vùng tại Nghệ An chìm trong biển nước. Ngày 25 tháng 9, bão Noru vào Biển Đông trở thành cơn bão số 4 năm 2022. Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, đây là cơn bão lớn nhất trong vòng 20 năm gần đây. Các cuộc họp trực tuyến, những công điện của Trung ương, tỉnh về công tác phòng chống bão liên tục được ban hành và cập nhật trên các phương tiện truyền thông. Ngày 27 tháng 9, bão đổ bộ vào Đà Nẵng và Quảng Nam. Dù bão số 4 không đổ bộ vào Nghệ An, nhưng sau bão, trên địa bàn tỉnh có mưa to trên diện rộng. Và chỉ trong đêm 28 tháng 9, mưa lớn khiến cho nhiều người dân trở tay không kịp. Nói chung năm nay to hơn, năm nay to mà lên nhanh. Năm nay lụt là lên rất nhanh, mà lên vào buổi đêm thì rất là bất ngờ. Đợt này nó cái lũ nó lên nhanh, người dân trở không kịp. Quá đêm là dày là có như nước vô nhà, giá giòn đô cho liệt đó. Và chỉ trong 3 ngày mưa to, gây ngập lụt trên diện rộng, khiến cho nhiều vùng dân cư bị chia cắt, cô lập. Nhiều quốc lộ, tỉnh lộ bị ngập, sạt lở. Và đặc biệt trong đêm 29 tháng 9, đê kênh thấp bị vỡ, khiến cho hàng trăm người phải trắng đêm nỗ lực hàn gắn đê. Đợt mưa lớn vừa qua đã làm cho gần 12.000 nhà dân bị ngập, gần 2.000 hộ dân phải di rời. Có 70 xóm bị cô lập, 15.000 hecta cây hoa màu bị ngập chìm trong nước. Nhiều công trình hạ tầng bị hư hỏng. Bão số 4 không đổ bộ trực tiếp vào Nghệ An, nhưng ảnh hưởng của hoàn lưu bão, mưa to kéo dài khiến cho Nghệ An bị ngập lụt nặng và đã có 8 người thiệt mạng. Thiệt hại về kinh tế, xã hội là rất lớn. Vâng, đây được xem là con số thiệt hại lớn nhất so với các tỉnh chịu ảnh hưởng của bão số 4. Mưa lớn gây ngập lụt trong đêm. Năm nào cũng phải hứng chịu vài đợt mưa lũ, nên nhiều người dân vẫn còn chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai. Dù cả gia đình đã được di rời đến nhà người thân ở, nhưng hàng ngày chị Hoàng Thị Hồng ở xã Vĩnh Thành vẫn lội nước về trong nhà. Được dâng nhanh lắm chị ạ, để là người dân chạy không kịp á, lỡ là ướt hết, lúa như là giờ phơi chỉ có gà vì chứ giờ ăn cũng chịu thôi. Không chỉ gia đình chị, mà cả xã Vĩnh Thành có đến 100 tấn lúa khô của người dân cất trong nhà đã bị ngập. Phương châm thu hoạch lúa xanh nhà hơn già đồng không có giá trị với người dân ở đây khi mà lũ về quá nhanh. Rất lâu lắm rồi, từ năm 78 thì mới có một cơn ngập to như thế này. Và hiện nay thì người dân là đã làm nhà rất là nhiều, nhà xó về trước đấy và là kế cáo rất là nhiều rồi. Nhưng mà cũng không ngờ đến là nó được nhanh và to như thế. Cho nên là cũng có những cái chủ quán gia đình trong quá trình mà xử lý. Với 4 hecta nuôi thả tôm, chỉ sau một đêm mưa lớn đã khiến cho gia đình ông Hoàng Ba mất trắng gần 1 tỷ đồng. Mưa lũ đã khiến cho bờ bao ngăn ở vùng nuôi trồng thủy sản không còn tác dụng. Theo đó, hàng trăm tỷ đồng của các hộ nuôi tôm, cá cũng bị cuốn trôi ra sông, ra biển. Cũng không lương được bởi vì trong vòng chỉ có mấy tiếng đồng hồ, nước nó ập vô, nó nhanh chóng. Ngay cả mua lưới về mà cũng không kịp vây. Mà vây lưới cũng không giải quyết được vấn đề gì nữa bởi vì nước nó ngập cao so với bờ ao là hàng mét. Tài sản mất đi rồi, có thể làm lại được. Nhưng tính mạng con người mất đi sẽ là vĩnh viễn. Và đợt lũ này đã có 8 sinh mạng ra đi mãi mãi. Trong số 8 người thiệt mạng thì có đến 4 người bị tai nạn đuối nước do đi đánh bắt cá. Hình ảnh bắt gặp nhiều nhất ở các vùng ngập lụt là người dân thả lưới bắt cá. Nước mênh mông, không có một thiết bị bảo hộ, cứu sinh nào. Nhưng người dân vẫn vô tư đánh bắt cá
phó mặc tính mạng cho dòng nước bạc đầy hiểm nguy. Cái ao pháo thì những cái con nhà người ta không biết bơi biết lội gì á, thì người ta mặc được, con anh em đấy mặc vào nên làm nó cận cãi, nó không làm được hơn nữa, anh em bơi hết cả rồi. Mưa đi làm rồi đi đại cả rồi vui. Thế mình bơi bơi nhất hả? Có bơi quen rồi, ở khu vực này biết bơi hết. Rồi anh cho nói ao pháo. Tại vì quen nên làm ao pháo không làm được, cũng đặt được lưới nó vướng làm được. Nhiều người dân có tư tưởng chủ quan trong công tác ứng phó với mưa lũ. Lượng mưa quá lớn trong một thời gian ngắn cộng với triều cường khiến cho việc tiêu thoát lũ chậm, gây ngập úng nhiều vùng. Đó là những nguyên nhân khiến cho Nghệ An dù bão không vào nhưng thiệt hại do hoàn lưu bão gây ra lại rất lớn. Cho đến hôm nay thì tình trạng ngập lụt vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương. Có những vùng sâu trũng phải một tuần nữa thì nước mới rút hoàn toàn. Thiệt hại về kinh tế do đợt mưa lũ này gây ra vẫn chưa thể đo đếm được. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay đó là công tác khắc phục sau lũ, sớm ổn định đời sống cho người dân. Với truyền thống đùm bọc sẻ chia, xả thân vì cộng đồng, tinh thần đoàn kết tương trợ đã được phát huy trong thiên tai mưa lũ. Hàng xóm láng giềng đã giúp nhau kê gác tài sản, hỗ trợ nhau từng bữa ăn, nước uống những lúc khó khăn. Và đặc biệt, trong mưa lũ, hàng nghìn chiến sĩ lực lượng vũ trang đã tích cực giúp đỡ người dân khi nước lũ tràn về. Khi thấy nước lũ có dấu hiệu bắt đầu rút, gia đình chị Trinh tập trung dọn dẹp, xúc rửa đồ đạc và với phương châm nước rút đến đâu, vệ sinh sạch sẽ đến đó. Đây cũng là biện pháp mà các địa phương vùng lũ đang tập trung chỉ đạo nhân dân. Gia đình em thì nước rút đến mố thì láo dọn đến đó, đẩy bùn ra đến đó. Cũng phải mở một cái chiến dịch môi trường trên phạm vi toàn xã, là vệ sinh từ trong ra công cộng, từ trong hộ gia đình ra công cộng. Sẽ có nhiều hộ dân gặp khó khăn về vấn đề lương thực khi mà hàng trăm tấn lúa gạo bị ngập lụt hư hỏng. Trước mắt, nguy cơ xuất hiện dịch bệnh ở vùng ngập lụt là rất cao. Chính vì thế, ngay bây giờ, công tác khắc phục hậu quả đợt mưa lũ cần được sớm tính đến. Phải đảm bảo ổn định cuộc sống cho bà con, không để cho bà con bị đói, rét, khát. Và đối với những cái vùng mà ngập á, thì sau khi mà nước rút thì phải chỉ đạo tập trung tiêu độc khử trùng, không để dịch bệnh xảy ra, kịp thời tiêu thoát lũ để đưa cuộc sống trở lại bình thường một cách nhanh nhất. Sau khi tiêu thoát lũ thì các địa phương đơn vị là phải khẩn trương trong cái việc là ổn định tái sản xuất. Lũ lụt rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có tình người là còn mãi. Và hơn bao giờ hết, người dân vùng lụt cần sự giúp đỡ, sẻ chia đùm bọc của cộng đồng để họ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Mỗi năm thì Nghệ An phải hứng chịu nhiều mưa lũ và nhiều vùng sâu trũng, ven sông, người dân đã dần hình thành tập quán sống chung với lũ. Tuy nhiên thì ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt sẽ ngày càng phức tạp và khó lường. Vì thế, việc chủ động ứng phó, hạn chế tình trạng chủ quan sẽ là giải pháp quan trọng nhằm giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.